Đây là kênh phụ của mình, đây là kênh TikTok của mình, và đây là group Facebook Thợ Săn Run City Quân Torico. Hãy đăng ký và theo dõi hành trình của mình các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng trở lại với channel của mình là Quân Torico đây. Rất vui khi lại trong series Run City và xin một ngày tốt lành và đầy vui trong cuộc sống. Xin cảm ơn. Rồi, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với lại hành trình chúng ta đánh quét lên run là Master 3 trở lại nha các bạn. Rồi, trước đó thì chúng ta sẽ thu hoạch trái cây và làm một số công việc. Chúng ta hiện tại là đang gần được 5 tỷ vàng các bạn. Quá ghê không? Rồi, ok. Wow. Đây thì nói chung là mình không có tham gia sự kiện nhiều cho nên mình không có là thu con các bạn. Là không có thu con nhiều gì. Rồi, mình giờ chúng ta on rồi thì thôi chúng ta cũng sẽ là lấy con. Đó, ta sẽ vào đây xem có đánh quét gì không. Có đánh quét thì đánh một cái. Để chúng ta luyện cho chú rồng Super Shade lên các bạn. Ok. Một trưởng nè. Wow, hai trưởng. Rồi, thêm phát nữa. Ba trưởng. Nice. Ok. Và giờ thì chúng ta sẽ rồi, đánh trong đây cũng sẽ là đánh nè. Lên lại run Master 3 thôi nào các bạn. Lên tháp. Ok. Rồi, thì giờ chúng ta nói chung là đánh, chúng ta không đánh giỡn nữa, chúng ta đánh nghiêm túc đi. Mình sẽ để đội hình mạnh nhất của mình luôn. Rồi, đánh thôi. Rồi mình sẽ di chuyển linh hoạt để mà mình sẽ không mất chú rồng nào cả các bạn. Cái gì chúng ta đang có tháp thì cái khả năng của chúng ta mất rồng nó rất thấp. Hai chú rồng kia là đang chờ sẵn, đang chờ đợi để tấn công các bạn. Ý da. Thực ra thì một mình là đủ để mà đại khai sát giới bên kia rồi. Mình Blood God được rồi. Đấy. Ta để vô cho oai thôi. Chưa cần lắm đến sức mạnh của những rồng kia các bạn. Tối nay thì không biết sao mà nó rất là lag luôn các bạn. Đấy, mình lo là đánh một trận mà chúng ta phải chờ rất lâu. Có gì mình sẽ skip qua những cái giai đoạn mà chúng ta chờ đợi. Thì đó lâu lắm đấy. Ui, 60, 4 sao. Hehe. 127 hai phát cơ mà. Trời ơi. Ui trời ơi. Hấp huyết. Đây. Bóng tối. Đây, có khoan khoan rồng kia là có skill hiện nước. Assaton luôn. Ghê đấy. Nhưng mà chúng ta vẫn một mình ứng phó được các bạn. Đúng là bút tháp có khác. Mạnh thiệt sự. Hiện tại thì chúng ta đã là 952 rồi. Wow. Ta sẽ lên run thôi nào. Đây. Không xin nhê đâu các bạn. Chút rồi này nhìn cũng đẹp đấy. Ui, hai phát mà đâu quá vậy? Thiệt luôn các bạn. Hai phát mà đánh đâu quá. Lên. Ui xô. Lên máu lại nè. Ghê vậy. 73. Thêm một tên. Thôi, ta nên xỉu đến chỗ rồng này. Ui, 85k. Khoan, chú rồng kia có chí mạng. Ehe, đến lượt chúng ta rồi. Lên 232k. Tại mình thấy không ổn cho nên là cho manh thần rút lui cho chắc các bạn. Chứ chúng ta đợi chiều thì cũng hút được miếng máu. Kiểu không ổn cho lắm.
Wow. Lên nào. Ok, gặp một chút rồng cách 10 các bạn. Rồi, 107k. Đánh kia vậy? Hấp huyết. Đẩy máu lại. Bông tối nè. Wow. Cú đấm cuồng nộ 119k. 76. Không ổn. Rút lui. Để skill này đóng băng. Ui, 160. Ghê vậy. Đấy các bạn, ta có thể chuyển đổi qua để mà chờ hồi xong skill hút máu. 88 rồi. Lên. Đấy, 118 luôn. Chúng ta đang ngày càng gần bên lại cột mốc là Master 3 rồi. Thời gian thì cũng chỉ còn 1 ngày 21 giờ thôi các bạn. Lên thế nào. Lên. Rồi, ok. Cú đấm cuồng nộ. Bên kia chơi trò động đất các bạn. Rồi, và chúng ta đã hạ gục bằng một... Ôi, Exatun. Ghê thế nhỉ. Rồi. Chú nai sừng tấm bị chúng ta sử dụng băng giá. Oai oai oai. Trận cuối cùng lên Master 3 các bạn. Trận cuối cùng chúng ta phải là kịch tính và là căng thẳng lên và là tìm 11k999 các bạn. Wow, ui, tuyệt vời, trời ơi. Trận cuối cùng là căng thẳng, gọi là đây chính là cái trận đấu mà mình đang rất là mong chờ đấy các bạn. Một cái trận đấu mà bên kia là team cũng rất là mạnh luôn. Và chúng ta cũng sẽ là lấy hết tất cả những gì chúng ta có để mà đánh hết tất cả những gì đối thủ có, xem như thế nào nha các bạn. Ok. Trận này chúng ta phải là trận cuối cùng lên Master 3. Ha ha. Vô. Cho nên thì đáng lẽ chúng ta không bút tháp thì trận đấu này nó sẽ căng thẳng và kịch tính hơn nữa. Chúng ta bút tháp là sức mạnh của nanh thần, là chúng ta cũng gọi là mạnh hơn cả chú rồng level, chú rồng Harris bên kia luôn các bạn. Nhưng không sao, ở trận cuối cùng chúng ta bút tháp đánh cho nó quay các bạn. Tháp chúng ta không để chúng ta bút để làm gì các bạn. Lên hoài. Là thủ lĩnh Clan được rồi. Nhưng mà nếu hay đất đây thì chúng ta cũng có đội hình xương xương cũng khá khá các bạn. Đó. Hình này thì rất là ok. Hình như đội hình lúc mà chúng ta mới leo run Master 1 thì phải. Rồi. Nói chung thì cũng lâu rồi. Giờ lên lại run Master 3 các bạn. Ok.
tâm, vậy rất là ok luôn. Ta còn là một trận đấu. Lên. Chúng ta sử dụng nanh thần, sử dụng oai, lỡ tay mạnh quá anh giết chết một một đối thủ rồi. Ui sợ ơi. Ở đây sẽ là đòn kết thúc. Mặt đất nổi giận. Đó, xong rồi. Rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng các bạn. Trận đấu rất là nhanh. Thấy game. Thu xong. Đấy. Thì chúng ta trong sự kiện là movie thì hôm qua chúng ta có cuộc live là mình cũng đi gọi là mình nghĩ là đủ rồi đấy. Mình sẽ không đi ở trong live nữa. Đi ở trong đây nữa. Rồi và video của chúng ta đến là hết rồi. Hẹn gặp lại trong những video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.